Xin chào các bạn. Đây là đâu vậy nhỉ Sang nhỉ? À, đây là K-Studio, trung tâm thương mại kỹ thuật số Hàn Quốc, trực thuộc văn phòng Culture Hà Nội đấy Thanh Hà. K-Studio thuộc Culture Hà Nội là nơi để giới thiệu những sản phẩm chất lượng cao và uy tín của các doanh nghiệp Hàn Quốc tới thị trường Việt Nam thông qua hình thức là xem video đấy. Thế thì mình biết công việc phải làm là gì rồi. Giờ chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Mời các bạn đón xem. Xin chào các bạn, tôi là Thanh Hà. Còn tôi là Xuân Sang. Ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn một thương hiệu dẫn đầu xu hướng chuyên nghiên cứu phát triển mỹ phẩm, Plan. Với nền tảng là một phòng nghiên cứu, Plan đang dần mở rộng kinh doanh và luôn nỗ lực làm hài lòng khách hàng bằng những sản phẩm độc đáo, khác biệt. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sản phẩm Beauty Pure Hair Color, loại thuốc nhuộm thay đổi màu tóc trong một ngày. Chỉ cần gội đầu là bay màu sạch sẽ. Đây không chỉ là thuốc nhuộm tóc thông thường mà còn là mỹ phẩm tạo màu tóc, dùng để make up cho tóc tương tự như make up phủ bóng cho mắt của chị em vậy. Các bạn hoàn toàn có thể an tâm sử dụng bởi thành phần của sản phẩm hết sức an toàn, không gây kích ứng, an toàn ngay cả khi dùng tay không nhuộm tóc. Thực sự là một sản phẩm vô cùng tiện lợi và dễ sử dụng đó ạ. Đặc biệt, khi bôi lên tóc và để khô hoàn toàn, sản phẩm sẽ không làm dính thuốc ra tay hay quần áo. Thời tiết Việt Nam nóng và ẩm là vậy. Tuy nhiên, nhờ khả năng chống nước kỳ diệu, sản phẩm sẽ không bị phai màu ngay cả khi chúng ta chảy mồ hôi. Đây thực sự là sản phẩm có thể giúp các bạn tận hưởng việc nhuộm tóc trong ngày theo cách vô cùng đơn giản. Chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng từng một lần muốn thay đổi màu tóc, nhưng vì quy định của nhà trường hoặc là nội quy của công ty làm chúng ta chùn bước. Cũng có những người chưa từng nghĩ tới việc nhuộm tóc vì lo ngại tóc hư tổn. Tuy nhiên với sản phẩm Beauty Pure Hair Color, các bạn sẽ không cần lo lắng đến những vấn đề đó. Trẻ em hay là học sinh đều có thể trải nghiệm sản phẩm này. Nhuộm tóc trong một ngày, biết đâu lại có thể thay đổi tâm trạng. Chỉ cần gội đầu thì tóc lại như chưa nhuộm. Quý vị không cần lo lắng vì tuyệt đối sẽ không phai và lưu lại màu. Đặc biệt là thuốc lên màu rất đẹp và xịn như thuốc tại salon. Hãy yên tâm thử thay đổi màu tóc bằng Beauty Pure Hair Color ngay bây giờ nhé.